Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chuyển động LHU, chương trình do kênh truyền hình Trường Đại học Lạc Hồng thực hiện. Và ngay sau đây hãy cùng với Thanh Thuận và Hoàng Ngọc điểm qua các hoạt động nổi bật của Trường Đại học Lạc Hồng trong 2 tuần cuối tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, Trường Đại học Lạc Hồng tự hào là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định AUNQA cấp cơ sở giáo dục phiên bản 3.0. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển giáo dục của nhà trường. Như vậy, trong hệ thống các cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng AUNQA tính đến tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Lạc Hồng trở thành cơ sở giáo dục thứ 9 tại Đông Nam Á và thứ 4 tại Việt Nam đạt được công nhận này. Từ kết quả này, khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của trường trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong một cách toàn diện, sâu rộng, đồng thời thể hiện sự cam kết, minh bạch về chất lượng và cải tiến liên tục của trường trong tất cả các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Cùng với việc xuất hiện trong bảng xếp hạng các trường đại học sáng tạo toàn cầu của Guri và bảng xếp hạng phát triển bền vững của Time Higher Education sẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường, tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên giữa Trường Đại học Lạc Hồng với các trường trong khu vực và chuẩn bị cho thế hệ công dân toàn cầu. Thưa quý vị, hơn 600 tân tiến sĩ, cử nhân, kỹ sư và dược sĩ của Trường Đại học Lạc Hồng đã bước lên bục vinh quang trong lễ tốt nghiệp trang trọng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình sự nghiệp của các bạn trẻ. Trong cuối tháng 7, tại trung tâm hội nghị Aeroclay Luxury đã trở thành nơi chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của gần 630 tân khoa, những tiến sĩ cử nhân, kỹ sư và dược sĩ ưu tú, chính thức tốt nghiệp từ Trường Đại học Lạc Hồng. Tại buổi lễ, các tân dược sĩ đã cùng nhau thực hiện nghi thức trang trọng của người dược sĩ, thề nguyện giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tận tâm phục vụ sức khỏe cộng đồng và luôn nỗ lực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Trải qua gần 3 thập kỷ, LHU không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo. Với sứ mệnh gieo mầm, ươm nhân tài, Trường Đại học Lạc Hồng đã và đang tạo ra những đội ngũ tri thức có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt. Thưa quý vị, LHU hướng đến các hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, từ đó mang đến các chương trình thiết thực, ý nghĩa và giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện. Trong cuối tháng 7, Trường Đại học Lạc Hồng đã ký kết MOU với Quỹ Tâm Tài Việt của Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam. Sự kiện này nằm trong chương trình trao cơ hội nối ước mơ của Quỹ Tâm Tài Việt. Thông qua sự kiện, LHU tiếp nhận tổng giá trị học bổng lên đến 600 triệu đồng dành cho sinh viên LHU. Với sự hỗ trợ từ Quỹ Tâm Tài Việt, LHU sẽ có thêm nguồn lực để phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tế của thị trường lao động và xã hội. Các suất học bổng là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh, chia sẻ khó khăn để sinh viên yên tâm học tập, chinh phục đỉnh cao kiến thức và có nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Thưa quý vị, Trường Đại học Lạc Hồng không ngừng mở rộng hợp tác và phát triển cùng với doanh nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm dành cho sinh viên. Trung tuần tháng 7, Trường Đại học Lạc Hồng và Akane đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và du học việc làm. Akane cùng đối tác là công ty Aco đã đến thăm Trường Đại học Lạc Hồng để tham quan, trao đổi với các khoa về việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập, du học sau tốt nghiệp và việc làm tại nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật Bản. Ngoài ra, LHU có tham quan dây chuyền sản xuất chế tạo vi mạch bán dẫn của công ty Onsemi. Trong chuyến tham quan này, đoàn giáo viên khoa cơ điện, điện tử đã có cơ hội khám phá công nghệ sản xuất vi mạch bán dẫn tiên tiến tại nhà máy Onsemi. Trong thời gian tới, giáo viên LHU có từ 2 đến 3 tháng ăn ngủ tại công ty để nghiên cứu dây chuyền sản xuất hiện đại, phối hợp cùng đội ngũ kỹ sư thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Công ty sẽ cấp học bổng cho sinh viên, ưu tiên tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng. Thưa quý vị, ngoài việc thúc đẩy quan hệ hợp tác doanh nghiệp trong nước, nhà trường đặc biệt chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, mở ra nhiều cơ hội mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên và giảng viên. Trung tuần tháng 7, Trường Đại học Lạc Hồng đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty Giáo dục Tân Đại Lục trực thuộc Tập đoàn Newland, Phúc Châu, Trung Quốc. Hai bên đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như cung cấp giáo trình và phần mềm học tập Thinkbot cho sinh viên LHU, đào tạo sinh viên thi các cuộc thi quốc tế, hỗ trợ các khóa học trực tuyến, kết nối LHU với các trường đào tạo nghề tại Trung Quốc để trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu. Đặc biệt, Newland Edu đề xuất đặt cơ sở tại LHU, thể hiện sự tin tưởng và cam kết đầu tư lâu dài vào giáo dục Việt Nam. Cùng với đó,
LHU đã có 2 buổi đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Công nghệ Rajamangalalana và Phó giáo sư tiến sĩ Robert Earl Grey từ Đại học bang Pennsylvania đến thăm và làm việc tại trường. Từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, mang đến nhiều chương trình hợp tác, trao đổi giảng viên và sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường. Bên cạnh đó, Trường Đại học Lạc Hồng đã tiếp đón đoàn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ Đài Loan. Trong chuyến công tác tại Việt Nam, các lãnh đạo doanh nghiệp đã đến thăm và tham quan các phòng thí nghiệm nghiên cứu và trao đổi về chương trình hợp tác liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng IoT trong đời sống. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Trường Đại học Lạc Hồng sôi động hẳn với sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của sinh viên LHU và sinh viên đến từ Đại học Quốc lập Đài Nam trong khuôn khổ câu lạc bộ Loha Sunshine. Sự kiện giúp sinh viên hai trường học hỏi lẫn nhau, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kết bạn quốc tế thông qua các hoạt động như giao lưu ngôn ngữ, tìm hiểu môi trường, vẽ mặt nạ và thiết kế túi. Thưa quý vị, sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng không chỉ tập trung vào học tập mà còn đa dạng phong phú các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Nằm trong khuôn khổ mùa hè xanh, lan rộng những thông điệp uống nước nhớ nguồn, đoàn trường đã phối hợp với xã đoàn Phú Xuân, huyện Tân Phú thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa, đã thăm hỏi và tặng quà cho các thương binh, người có công với cách mạng, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Đoàn Hội Thanh niên Đại học Lạc Hồng và Khoa Công nghệ Thông tin đã phối hợp tổ chức trao tặng máy tính cho học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung và Trung học cơ sở Phú Xuân, máy lọc nước cho trường Trung học cơ sở Phú Xuân. Thưa quý vị, bên cạnh đó, Trường Đại học Lạc Hồng chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Hương nhận học bổng 100% khóa học và chứng chỉ CERT AFR. Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Hương lớp 22KT112 khoa Tài chính Kế toán nhận học bổng 100% khóa học và thi chứng chỉ CERT AFR dành cho sinh viên xuất sắc nhất của trường khi tham gia cuộc thi ACCA VACBA Newbie to IFRS 2024. Cuộc thi do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam phối hợp cùng các trường đại học đối tác tổ chức. Cuộc thi ACCA VACBA Newbie to IFRS là sân chơi uy tín dành cho sinh viên ngành tài chính kế toán, giúp các bạn trẻ có cơ hội thử thách bản thân và tiếp cận với các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 2 tuần cuối tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chương trình. Chương trình được thực hiện bởi kênh truyền hình Trường Đại học Lạc Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.